Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Mark Channel. iPhone 5C, chiếc điện thoại đã có tuổi đời 4 năm nhưng cho đến hiện tại nó vẫn là một cái sự lựa chọn vô cùng đáng giá ở trong phân khúc dưới 2 triệu đồng. Và câu hỏi mình nhận được gần đây rất nhiều đó chính là dưới 2 triệu đồng thì iPhone 5C liệu có thể đáp ứng mọi nhu cầu chơi game chúng ta mượt mà hay không? Và ngay sau đây thì mình sẽ test game trên những chiếc iPhone 5C này nhé. Ở đây thì mình sẽ tắt hết ứng dụng chạy ngầm. Ở đây mình đã chuẩn bị là 5 tựa game, nặng có, nhẹ có. Đầu tiên thì mình sẽ thử tựa game Zombie Tsunami này nhé. Đó, các bạn có thể thấy rằng với iOS thì chúng ta chỉ cần chạm thôi là phản hồi ngay tức khắc. Đây là hoàn toàn là tựa game lần đầu tiên mình vào nên là nó bắt đăng nhập này. Đấy, các bạn có thấy rằng cái khung hình của mình chạy rất là chuẩn, rất là mượt mà, mình ấn phát là lên luôn. Hiệu ứng âm thanh cũng rất là ổn định. Đó, các bạn có thể thấy rằng những cái hiệu ứng đằng sau sau này, đúng rồi. Đó, rất là mượt mà, rất là ổn định. Đây, những cái ánh đèn này, nó cảm giác nó rất là mượt. Nó sẽ không khác mấy so với những thiết bị đằng sau là như iPhone 6 hay iPhone 6S. Đấy, ở những cái tựa game nhỏ này thì nhẹ như này thì mình gắn khẳng định là như vậy luôn. Rồi, và chúng ta sẽ chuyển sang tựa game thứ hai là Temple Run 2. Đây là một chiếc máy mới, mình mới mượn về nên là mình hoàn toàn vẫn đang để là tiếng Nhật. Mình còn chưa chuyển sang tiếng Việt cơ. Giờ thiết bị của chúng ta đã vào rồi. Các bạn có thấy rằng đấy, hiệu lá rơi rất là mượt mà, rất là tuyệt vời. Mình sẽ chạy thử nhé. Và hôm trước thì mình đã có thử chơi game trên những chiếc iPod Touch Gen 2 thì mình thực sự là bất ngờ với cái độ mượt mà ổn định của những thiết bị như thế, mặc dù nó đã có tuổi đời lên đến 8 năm, 9 năm tuổi. Đấy. Mà con chip của nó chỉ là 533MHz thôi. Dư lượng RAM chỉ dừng lại là 128MB. Rất là có thể thấy rằng iOS tối ưu rất tốt luôn từ những thiết bị rất là cũ của họ. iPhone 5C cũng không phải là ngoại lệ. Đấy, các bạn có thấy rằng hiệu ứng này nó rất là mượt mà. Mình chỉ có thể khẳng định rằng cái hiệu ứng nó mượt mà thôi, chứ còn nói là nó như thế nào thì các bạn cũng chỉ có thể là chơi trực tiếp thì các bạn mới biết được. Ở cái tầm giá này mình có thể khẳng định rằng không có một chiếc điện thoại Android nào có thể chơi game mượt mà như chiếc điện thoại này luôn. Đó, các bạn thấy nào. Rồi, mình sẽ chơi thử một cái tựa game nặng hơn một chút, đó chính là Planet Zombie. Các bạn thấy rằng chúng ta cũng đã nhận thấy một sự giật lag một chút. Tuy nhiên thì hoàn toàn chấp nhận được ở cái mức giá này. Đấy, mình ấn thì nó cũng có một độ trễ nhất định. Rồi, mình sẽ chơi thử cho các bạn xem. Rất là mượt mà, rất là ổn định luôn. Bắn phát nào là ra phát đấy luôn. Quá là tuyệt vời. Rồi, mình sẽ chơi tiếp sang cái tựa game thứ 3. Với tựa game này mình chơi lâu quá. Mình sẽ chơi tựa game là Asphalt 8. Ở cái tựa game này thì nó sẽ yêu cầu một cái mức đồ họa nó cao hơn để xem cái chip đồ họa của cái sản phẩm này nó còn tốt đến đâu. Các bạn thấy rằng cái tốc độ load của nó cũng khá là chậm so với những cái mẫu điện thoại hiện tại. Nhưng mà ở cái phân khúc dưới 2 triệu đồng thì mình cũng có thể khẳng định rằng không có một chiếc điện thoại nào có thể tốc độ load game nhanh như chiếc điện thoại này đâu. Đảm bảo luôn. Xin lỗi các bạn, tôi là một ho. Ho nhưng mà cứ mình cảm thấy cơ. Rồi,
đấy, các bạn có thấy rằng khi mình nhấn Speed Perfect Nitro ấy thì cái hiệu ứng của nó đã mờ đi một cách đáng kể luôn, nhìn rất là giống với những chiếc máy cao cấp hiện nay. Đó, đây mình nghĩ là mức đồ họa chỉ là mức thấp thôi nên là nó mới mượt nha. Giờ ấy mình ngã thử đấy thì nó cũng... nói chung là ở cái phân khúc này thì mình cũng chỉ cần đến mức độ như này là được rồi, chứ còn nếu mà mức đồ họa cao thì chắc là nó sẽ lát hơn nữa. Mình đang dẫn đầu đoàn đua với vị trí là 1-1 luôn đó. Đã mình có thể nhận xét một chút thế này, đây là mức đồ họa chỉ là mức độ thấp nên thiết bị của ta rất là mượt mà, rất là các hiệu ứng nó cũng rất là ok, và mình có thể khẳng định rằng ở cái phân khúc dưới 2 triệu đồng mình vẫn cái khẳng định như thế là không có một sản phẩm nào có thể mượt mà như hơn cái sản phẩm này. Và một cái tựa game cuối cùng mình muốn thử đến các bạn đó chính là tựa game là Liên Quân, một trong những tựa game đang được rất nhiều anh em quan tâm. Nếu mà chơi được cái mượt mà thì mình có thể khẳng định rằng iPhone 5C là chiếc điện thoại chơi game Liên Quân sướng nhất trong phân khúc dưới 2 triệu đồng. Để xem nhé, các bạn đã chờ thiết bị giải nhé các bạn. Rồi, đã xong, mình thử chơi làm sách thôi. Mình mới thử chơi cái trò chơi này thôi nhưng mà cũng chưa biết chơi nhiều lắm đâu. Đừng ném gạch ném đá nhé. Kỳ cựu đi, nó máu đi. Mình mới làm nhưng mà chọn luôn kỳ cựu. Đây, mình thao tác rất là chuẩn luôn. Mình thấy thiết bị này rất là mượt. Đó, đây này, nhìn này, thao tác này. Nó rất là chính xác. Đấy, may nhơn này. Đây, để mình thử đi cho bạn xem. Đấy, mình cũng phải khẳng định rằng cái tốc độ cũng như là sự mượt mà thì nó không thể so với những mẫu máy đằng sau như iPhone 6 hay 6S được. Nhưng mà mình thấy như này là hoàn toàn là chấp nhận được. Đó, thử uống nè. Rất là ok. Và mình sẽ thử khả năng đa nhiệm của chiếc máy này xem nào. Đây, chúng ta sẽ có 5 tựa game. Con bị thử tsunami, rồi đã bị khởi động lại. Temple Run 2 vẫn còn nguyên này. Oh my god, đã phải khởi động lại. Lên em zombie. Thôi, khởi động lại. Và Aston 8 vẫn còn nguyên, rất là ngon. Liên Quân rồi, vẫn còn. Từ bài test này thì mình có thể đưa ra nhận xét về sản phẩm này như thế này. Ở cái phân khúc dưới 2 triệu đồng thì iPhone 5C là chiếc điện thoại mượt mà, ổn định nhất với cái nền tảng là iOS 10.3 mới nhất. Mình hoàn toàn có thể khẳng định rằng với các bạn. Từ bài test này thì mình có thể khẳng định rằng iPhone 5C ở cái thời điểm tại vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chơi game của chúng ta. Và ở những cái tựa game nhẹ thì nó hoàn toàn không khác gì so với những chiếc máy đời sau. Và ở những cái tựa game nặng hơn thì mức đồ họa của thiết bị sẽ được giảm xuống nhằm đáp ứng nhu cầu mượt mà ổn định hơn cho thiết bị này. Và mình có thể khẳng định rằng iPhone 5C là thiết bị
dưới 2 triệu đồng có một cái tốc độ mượt mà cũng như là sự ổn định tuyệt vời nhất. Các bạn nên mua cái sản phẩm này, vẫn hoàn toàn thể đáp ứng nhu cầu chơi game của chúng ta. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chơi Liên Quân sướng vãi luôn anh em.